chứ không có chứ. Bảo đây như thế này bảo bà ngồi nước ngồi kiểu gì đấy. Mày nào chân phát cổng đây con nào đây con nào đây con nào đây còn mỗi nhà đấy giờ lấy mai nhìn đều lắm đập tốt làm lại xong cổng đập giật lùi vào trong đúng không đập giật lùi vào trong đấy. Bác Bình tít trong kia rồi làm nhà máy sát ngã nhá con dẫm vào đấy trong kia không nói nhưng cái nhà này đủ nó đây làm mấy khác đi là mái hả nó kia nó đến làm mái là... ừ tôi đang nói là cái nhà này xong vẫn đây đây cô chủ đây đứng im ở đấy thêm một tí nữa vào uống nước à ai mời vào uống nước ông à đây con nào đây con nào đây à, con chào con bye bye ông ơi bye bye. Giỏi thế bye bye chú Minh nhờ bye bye đi vào đây vào đây vào đây đấy sáng rực lên rồi kìa đi ra ba dắt nhanh ngã rồi ừ, từ không chỗ đấy bẩn đấy đi đi chỗ khô rồi trèo lên ôi cậu ngã đi từ từ thôi gì mà cứ cuống rồi nữa. Đấy. Trong nhà này. Đấy. Lung linh huyền ảo. Đây là cầu thang chưa xong rồi. Xem nội thất bếp vệ sinh phòng tắm vệ sinh phòng ngủ một phòng ngủ bếp phòng khách cho luôn lên YouTube này nhìn bóng nhỉ cái ánh điện nhìn à. Mỗi chỗ cầu thang là chưa xong nhìn tối om.